Chào mừng các anh em quay trở lại với kênh YouTube của JK Audio. Và trong video này là đầu tiên cho em xin cảm ơn anh Mạc, anh ở bến xe Niệm Nghĩa Hải Phòng với một cấu hình combo karaoke siêu VIP. Đặc biệt là cấu hình này được lên trên nền tảng đồng bộ combo này, tất cả đều là thương hiệu hãng của Mỹ đến từ WeWood, gồm các model như là một cặp loa VK720 với dòng loa thùng bát 40 trung 20, và nó là sự kết hợp mà vô cùng đẳng cấp sang trọng của cái thương hiệu đã bố trí cho chúng ta được một cái mẫu loa với cái bố cục loa từ con bát 40 gần vải tầm dầu, một con trung 20 và siêu tép và tép giấy đi kèm. Với công suất của con 720 này, nó có thể đánh được ra cho chúng ta ngưỡng cao lên đến 700W một thùng này ạ. Vì là phiên bản xuất châu Âu nên cái phong cách ở bên ngoài các bạn có thể nhìn thấy rất là đẹp và sang trọng, với cái màu gỗ óc chó ở bên hai bên sườn ở trên đỉnh, và màu nền xanh ở mặt trước để làm nổi bật đến con bát, con trung, con chép, và con này sẽ có lỗ thông hình sau. Hiện tại phiên bản này đang được bán ra với cái giá là 12 triệu đồng một cặp WeWood VK720. Em kết hợp tiếp cho anh Mạc một con đẩy X7 DAC với công nghệ cao và cách xử lý nhạc chi tiết sắc nét, bởi vì nó nằm bên trong, nó có một cấu hình của con giải mã X7, cũng như là thêm cái tính năng nghe nhạc Raoled nữa. Và cái cách xử lý về phần mic của nó rất là mượt mà. Tí nữa em sẽ đi vào test một đoạn karaoke cho anh Mạc nghe thử. Và công suất con này nó sẽ đánh được ra với công suất là 1000W một kênh. Có nghĩa là nó sẽ đánh khuất phục được cái cặp 720 này ra, đánh được ra hết chất luôn, để các anh em hát, nghe nhạc tươi tắn trong giai điệu nhạc. Và không quên tặng kèm một bộ combo này cho anh Mạc, đó là một bộ mic không dây đi kèm có giá trị lên đến 1.800.000 cho cấu hình này. Rất là cảm ơn. Và tổng bộ combo này thì em sẽ để giá công khai trên tiêu đề và phần mô tả, 12 triệu và 7 triệu là 19 triệu bộ combo này, và tặng kèm các anh em một bộ mic nữa. Rất là cảm ơn các anh em. Và hiện tại thì em sẽ tăng volume lên và đi đến quy trình test một đoạn karaoke xong để cho anh em đóng hàng gửi về bến xe Niệm Nghĩa cho anh Mạc ở Hải Phòng nhé. Cảm ơn anh rất là nhiều trong cái video này và đặt đơn hàng này. Cho ta chẳng im chung rượu đông, đừng đừng một lời nào mặn miệng cho nhau. Đưa ta đi, đưa ta vào cơn lỡ, cho mắng nên tôi tình sâu. Uống đi em một chén buồn cay đắng, cho ta cười trong nỗi xót xa đường. Giọt nữa đi em giọt đầy lý cả, say dùng ta như từ thuở bao. Em cứ lặng lẽ đi, xin đừng run và đừng sợ, bởi ta say nên đời thương cũng lâu mờ. Vang dậy sóng xô, gió đưa đi em rồi mãi về xứ lạ, bên mình ta cho heo ăn tim gà. Hết thật rồi sao tôi ta xin tạm cuộc tình này. Cuộc tình này rồi cũng đến giữa xa.
sóng sầu ly cho ta về tình cho nỗi nhớ buồn tan xin đừng cho ta thêm một lời nào tha thiết bên sông xa ta còn mãi lây em cứ lặng đi, xin đừng rút và đừng rơi. Bởi ta say nên thần tượng cũng lâu mờ. Đêm đứng đó ta ngồi nghe gió hú trong ngân vang. Sóng lớn vang dậy sóng xô, giọt nửa đi em rồi mãi về xứ lạ. Nên mình ta buồn cho heo hát đi gà. Hết thật rồi sao tới ta xin ta cuộc tình này rồi cũng đến giờ ra này này uống đi em một giọt sầu ly cho ta về chẳng đời như muộn tàn xin đừng cho ta thêm một lời nào sống xa ta còn mãi.